Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Mới đây nhất trên mạng xã hội đã tổng kết trong vòng 1 tháng thầy Thích Minh Tuệ đã lập 13 kỷ lục mới. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi cô chú ạ. Đầu tiên là tên của thầy Thích Minh Tuệ được tìm kiếm trên Google trong vòng 5 giây là 90 triệu lượt tìm kiếm, một con số rất là kỷ lục. 90 triệu lượt tìm kiếm. Hai là chỉ chưa đầy 1 tuần lễ thầy đã thành người nổi tiếng nhất trên các trang mạng xã hội như TikTok, YouTube, Weibo hay Instagram. Kỷ lục thứ ba là thầy Minh Tuệ là người được chú ý nhất Việt Nam hiện nay, hơn cả những người nổi tiếng từ trước đến nay, hơn cả những ngôi sao hay những KOL trên mạng xã hội. Kỷ lục thứ tư đó là chưa đầy 1 tháng, thầy Thích Minh Tuệ đã là một nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ như là vẽ tranh, phim ảnh, quần áo ăn mặc hoặc là thơ ca. Kỷ lục thứ năm là có một nồi cơm điện mà được hàng triệu người phải nhắc đến và nhiều kẻ phải run sợ vì mất miếng ăn. Kỷ lục thứ sáu là người đi bộ nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục thứ bảy là người ngủ ngoài nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị muỗi cắn nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục thứ tám là người ăn xin duy nhất ở Việt Nam, chỉ xin ăn một bữa chay, không nhận tiền, vàng hay bất cứ thứ gì khác. Kỷ lục thứ 9 là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô, đảnh lễ nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục thứ 10 là người không có trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà lại được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng. Kỷ lục thứ 12 là người không muốn nổi tiếng mà cuối cùng thành người nổi tiếng không tưởng. Và kỷ lục cuối cùng, kỷ lục thứ 13 là người đàn ông duy nhất ở Việt Nam không cưới vợ, bỏ nhà đi ăn xin mà rất nhiều người đàn ông khác có vợ mà vẫn muốn đi theo để trải nghiệm. Kỷ lục này được mạng xã hội thống kê lại thật là phi thường cô chú ạ. Thật ra đây cũng chỉ là một trong những kỷ lục do mạng xã hội đặt ra với một chút gì đó vui vui thôi. Nhưng Tiến nghĩ là một kỷ lục mà mọi người không nhắc đến, đó là sự đối đáp của thầy Minh Tuệ. Khi mà Tiến xem lại tất cả các video từ đầu cho đến bây giờ của thầy Minh Tuệ đối đáp, thì Tiến thấy thầy đối đáp rất là giản dị, chân thật, mộc mạc của một người tu hành chân đất. Dường như những lời nói chân thật của sư Minh Tuệ vô tình chạm đến trái tim của rất nhiều người. Bởi mọi người đang sống trong cái xã hội mà đầy rối ren này, mọi người chán lắm rồi cô chú ạ. Mọi người không còn niềm tin vào ai nữa cả. Nhưng mà khi thầy Minh Tuệ xuất hiện làm cho mọi người có một cả thứ gì đó khởi phát tín tâm, có một niềm tin trở lại với đạo Phật. Thì Tiến nghĩ một cái kỷ lục thứ 14 này mới là kỷ lục rất là quan trọng, là kỷ lục đối đáp của thầy Minh Tuệ rất đơn giản, chân chất và rất ý nghĩa. Và đó là 13 kỷ lục mà được mạng xã hội đặt ra. Đây cũng là kỷ lục mà mọi người nói cho vui vui thôi cô chú ạ. Nhưng mà cũng thật ra là có những điều hết sức phi thường ở đây mà một người bình thường không thể nào làm được như thầy Minh Tuệ. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà mọi người đặt những kỷ lục vui vui như vậy cho thấy đâu, mà là những kỷ lục này cũng được xuất phát từ những người hâm mộ, những Phật tử thuần thành có một niềm tin vào thầy nên mới nhận xét thầy một góc độ phi thường đến như vậy. Và khi Tiến ngồi Tiến xem hết tất cả các video của thầy Minh Tuệ thì Tiến nghĩ kỷ lục thứ 14 này ấy, là mọi người phải nghe hết tất cả các video của thầy, mọi người mới có thể cảm nhận được thầy nói chuyện với mọi người và cảm nhận được sự thật thà chất phác ở thầy. Từ đó mọi người yêu quý và kính trọng thầy hơn rất là nhiều. Cô chú anh chị thấy nhiều video, nhiều truyền thông cũng hỏi hay phỏng vấn thầy, mưu mô nhằm cho thầy sập bẫy của truyền thông. Nhưng không, thầy Minh Tuệ là không phải là một nghệ sĩ cô chú ạ. Thầy không phải là một nghệ sĩ, thầy không bao giờ phải diễn. Nhưng mà thầy vẫn trả lời bằng sự thật thà của mình. Có sao thầy nói vậy? Và thầy đã chiến thắng tất cả truyền thông bằng sự chân thật của mình rất dễ dàng. Cô chú thấy đó, kỷ lục thứ 14 này là kỷ lục mà mọi người lên ghi nhận, đó là sự thật thà chất phác của thầy. Và còn một số câu hỏi nữa thì Tiến sẽ trả lời luôn trong video này. Thì thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 5 vừa qua ấy, Hội đồng Giáo Phật giáo Việt Nam cũng có văn bản số 15.1 về việc được thông báo về người mà được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo,
Thì từ văn bản này trên mạng xã hội và các diễn đàn Phật giáo đã có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhưng điểm nổi bật hơn vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất, đó là như thế nào mới là một tu sĩ Phật giáo, và câu hỏi cũng không kém phần quan trọng, đó là thẩm quyền của giáo Phật giáo như thế nào. Chẳng lẽ một người Việt Nam muốn tu hành theo đạo Phật thì phải đi xin phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay chăng? Và chỉ khi nào mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép thì mới được tu hay sao? Và trong lúc Tiến được nhận nhiều câu hỏi như này nhất, thì trên các diễn đàn, mạng xã hội và báo chí đều biết rằng văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nói rằng Thầy Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như cô chú anh chị và các bạn cũng biết rằng ấy, Thầy Minh Tuệ cũng đã khẳng định Thầy không phải là một tu sĩ. Và Thầy Minh Tuệ cũng đã từng nói Thầy bắt đầu tìm kiếm con đường đến với Phật Pháp, rằng con đi làm vô tình nghe được Phật Pháp, con phát nguyện ăn chay ngày một bữa, tìm đọc kinh sách và giữ gìn giới trong 6 tháng. Con thấy mục đích Phật dạy rất cao cả nên con muốn đi tu và quyết định xuất gia. Con học tu ở chùa một thời gian có pháp danh là Thích Minh Tuệ, sau đó con thấy không hợp nên con đã rời bỏ chùa lên núi ẩn cư một mình trong hốc đá. Hàng ngày con đi khất thực, con không phải là sư, là thầy gì cả. Con là công dân Việt Nam giống như mọi người thôi. Con chỉ muốn học, con không có mục đích tuyên truyền hay giao giảng gì cả. Tất cả lời Phật dạy đều có trên mạng. Thưa cô chú anh chị và các bạn, rõ ràng Thầy Minh Tuệ đã không tự nhận mình là sư. Và khi rời chùa, Thầy cũng chỉ giữ lại pháp danh là Thích Minh Tuệ để đi tìm con đường giải thoát cho riêng mình. Theo Tiến nghĩ, ngày Thầy còn ở trong chùa, ở trong tăng chúng, mặc dù mọi người nhìn thì rất đơn giản như vậy thôi, nhưng khi tiếp xúc ở trong tăng chúng thì cũng có nhiều chuyện thị phi lắm cô chú ạ. Tiến cũng đã từng ở trong chúng với các chư tăng, thì cũng có người này người kia, người yêu người ghét, cũng giống như ngoài đời thôi cô chú ạ. Và Tiến hiểu một phần lý do mà Thầy Minh Tuệ phải bỏ chùa đi để tìm cầu con đường giải thoát cho riêng mình, và muốn vượt được những khổ cực, nhất là khi Thầy muốn đi tìm lại con đường mà năm xưa Đức Phật đã đi ấy, thì Thầy phải có chí hướng riêng của mình. Và tôi nghĩ điều đó cũng rất là tốt thôi, không có gì xấu xa cả. Điều đó rất là tốt đối với Thầy. Thầy có hạnh nguyện của Thầy, có con đường tu khổ hạnh của mình, và Thầy muốn đi con đường mà giúp mình tìm được cái sự an ổn nơi tâm của mình, thì đó là điều hoan hỷ thôi các bạn. Vậy thế nào mới là tu sĩ Phật giáo? Thì theo ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ thì Thầy Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng Thầy Minh Tuệ có phải là tu sĩ Phật giáo hay không thì cô chú anh chị và các bạn cũng có thể hiểu được rằng mình không nhất thiết phải xuất gia mới là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà mình chỉ là một người phát tâm tu hành theo con đường của Đức Phật, vì con đường tu hành của Đức Phật là con đường tùy duyên, ai cũng có thể tìm cầu con đường tu hành theo con đường của Đức Phật. Và không chỉ riêng Thầy Minh Tuệ, nếu nào Tiến tự phát tâm tự tu hành theo con đường của Đức Phật thì Tiến cũng là một vị tu hành rồi, là một hành giả tu hành, không cần phải Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng nhận gì cả. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ chứng nhận cho những người nào xuất gia tại chùa, ở trong chùa và thuộc quyền quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn một người mà tự nguyện phát tâm, mà đặc biệt nhé, Thầy Minh Tuệ cũng đã từng là người xuất gia rồi, nhưng Thầy không ở trong chùa nữa mà Thầy muốn đi ra ngoài, có nghĩa là Thầy cắt đứt với ngôi chùa đó chẳng hạn. Đây là tiếng nói ví dụ Thầy rời chùa cắt đứt với ngôi chùa đó để Thầy tự tìm con đường giải thoát cho riêng mình, thì Thầy vẫn là một hành giả, vẫn là một tu sĩ tu hành đúng theo con đường của Đức Phật, thì không có gì là sai cả, và cũng không cần ai phải chứng nhận cả, chỉ cần tự mình biết và có Đức Phật chứng nhận thì đó cũng là một điều rất là đáng trân quý rồi cô chú ạ.